Nga xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Nga đến đây để quay chợ Bàn Thạch, chợ quê, chợ xã, gửi đến những hình ảnh mua bán của cô bác bà con, gửi đến cho tất cả các cô chú anh chị các bạn xem. Thì cái ngôi chợ này thì rất là thích đi, cũng từng đến đây 2-3 lần rồi. Ngày hôm nay có cái dịp cho trong này đó, hiện quay lại những hình ảnh để chia sẻ các cô chú anh chị xem. Thì sau này thỉnh thoảng thời gian ngoài cái việc từ thiện đó, thì cũng đi quay chợ với những cảnh sinh hoạt hàng ngày gửi đến các cô chú anh chị xem. Thì cũng rất là hy vọng các cô chú bác anh chị và các bạn sẽ ủng hộ Thiện để Thiện có động lực để làm thêm nhiều video về cuộc sống đời thường chợ quê cũng như là cảnh sinh hoạt ở quê, như những hình đi làm từ thiện giúp bà con. Thiện mời cô chú anh chị các bạn cùng đi theo Thiện ha. Thì mình sẽ đi từ bên tay phải đi vào bên trong chợ. Này chiên ngày mấy ký bộ rồi con? Bữa nay ký rưỡi hả? Dạ. Nghỉ mấy ngày bữa nay bán đắt lại rồi đó. Này thả vô nè. Bữa nay mình đập cho dập luôn. Dạ bánh nhồi. Chiên xong giờ mới lăn thêm bột, chiên lại cái nữa. Dạ. Vậy nhìn thấy cái bánh nó bự hả con ha? Có con đi làm thành phố không con? Có. Có là nói coi chợ Bàn Thạch là thế nào cũng thấy cô à. Một cái gì là nhiêu tiền vậy con? 2 cái 5 ngàn. 2 cái 5 ngàn. Giờ lên giá có 500 đồng cái à? Mà biết bao lâu rồi? Rồi cái bánh đẹp quá nè. Sáng cái người ăn cái cũng no mà rẻ có 2,5 à. Dạ. Chú nhà hay là mình mua con? Dạ. Dạ. Con ngồi vậy đổ cỡ mấy giờ mình mới xong con? 9 giờ. 9 giờ là bán hết ha. Hy vọng là bữa nay bán 8 giờ hết đi. Bữa nay lên YouTube là đẹp rồi nè, người ta mua nhiều nè. Cô chú anh chị, cô đây bán nhìn thấy ngon nha. Mình bán bánh kẹp nữa hả cô? Dạ. Mình có gãi cái mè vô thấy ngon. Cái bánh kẹp này ngày mình bán bao nhiêu ký bột cô? 2 ký. Dạ. Rồi cái vậy là mấy ngàn? 2. Cái 2 ngàn nha. Dạ. Bánh này nóng hay nguội gì ăn cũng ngon chứ. Cái này bột phải như bánh bông lan không cô? Hay bột bánh kẹp? Bột bánh kẹp. Dạ. Khác hơn. Dạ. Này, hiện quay gần chút xíu nè, cái khuôn này, khuôn bánh kẹp này. Này nướng bằng bếp than.
2 kg bột này mình đổ cả mấy giờ mới xong con? 8 giờ mấy luôn hả? Chút con quay trái gà con mua. Nước nhiều nhiều đi, hơn ngoài trái gà con mua. Con khoái bánh này lắm. Khoái bánh này với bánh ướt. Dạ. Lâu dữ không có lời quay nha, giờ mới lại nha. Dạ, lâu dữ. Chợ lúc này bán đông hơn không cô? Đúng rồi. Dạ. Dạ bớt bớt dịch bệnh này cũng đỡ nè. À, giờ Thiện quay phía bên trong nha. Cái này chợ quê, chợ Bằng Thạch. Thiện cũng quay cũng lâu rồi, ngày hôm nay mới quay trở lại. À, đây bánh tằm nha. Chà, chào chị. Bán bánh tằm với bánh gì chị? Bánh tằm với bánh dơm bơ. Dạ. Cái này cái lá đó mình trồng hay là mình tự đi kiếm chị? Ta kiếm là chị tăng vậy đó. À. Cục ở đây còn hay dùng này còn hả chị? Rồi một bọc. Một bọc như vậy là nhiêu tiền? 10.000. Dạ. Bánh tằm 15, rồi bánh lá mơ thì 10.000. Dạ. Có hai món thôi hả? Có hầm nữa. Chợ lúc này so với ngày trước thì đông hơn hay vắng hơn chị? Bữa nay hơi vắng. Bữa nay hơi vắng hả? Hồi cấp trước quay tháng mùa lũ á thì thấy làm như nhộn nhịp hơn, lúc đó có cá đồng rồi ha. Dạ. Thường là từ thứ hai tới chủ nhật là ngày nào đông hơn? Chủ nhật đông hơn. À, chủ nhật đông hơn. Cuối tuần ha, đi mua đồ ăn đâu. À, bọc như vậy là 15.000 nha cô chú anh chị. Cũng có giá, có bánh tằm, rồi có cái thịt mà chị gì là đội viên. Cái đó kêu gì, xíu mại hả chị? Dạ. Dạ, đi với anh bạn tí xíu anh phát quà ở bên chùa Cây Chơm á, sẵn ghé coi chợ cho bà con coi. Ủa, bên này bánh mới nhiều nè. Ủa, bánh ngon quá chị, này sơ vị hả? Bánh sơ vị. Dạ, sơ vị gắt mè lên nè. Rồi kia bánh tét, có bánh tét nhân ngọt không chị? Có luôn hả? Rồi đòn như vậy là bao nhiêu tiền? 25.000. À, tí xíu qua chợ ra mua. Tại vì đi quay cho bà con coi trước đi, cái ngồi quay ra mua. Em khoái ăn nhân ngọt lắm. Rồi một bữa gì mà chị gói được bao nhiêu đòn bánh tét? Bữa hôm qua gói được ba mấy đòn. Dạ. Bữa thôi. Dạ. Cái này chợ vắng cũng không có. Dạ. Mình ship đi chị. Hả? Ship không có thời gian ha. Ship không có thời gian. Dạ. Tại vì gói không là hết buổi chiều rồi. Rồi nấu rồi tới tối nữa hả? Dạ. Cơm nước rồi. Dạ. Đòn 25.000 chị. Này tự gói rồi bán luôn hả chị? Có rồi, dạ. Rồi cái bánh đấu này. Bánh nó cũng tự gói. Rồi cái nhiêu? Cái 3.000. À, cái 3.000. Chị ăn bánh gì á? Có ngọt, có này kia đó. Cái đó gói như ngọt không cho hả chị? Có ngọt không cho chị. Mua mấy đòn? Đâu cắt ra thử một chút coi. Mua đòn mà cắt ra thử thử. Dự. Hả? Dự. Hỏi cắt đâu? Ngon lắm chị. 25 hả? Ừ, 25. Để mua. Làm gỡ về nấu à đó. Nhiều. Trời em nấu tới 9-10 tiếng luôn mà. Bánh tét này có bảo hành luôn ha. Ngọt phải không? Ngọt ngọt. Tính cắt ra thử coi phải hả? Để về không phải không phải, em làm dấu mà. Vậy hả? Em cứ làm dấu. Bánh gì hả? Rồi Thiện quay vô trong này. Rồi bên này bên phải Thiện là bán trái cây. Có nho, có nhãn, có xoài nè, khóm, dưa hấu, đồ tươi đó. Bên này bán cá lóc nè. Chợ quê thì thường thường bán cũng một số món ăn, đồ dùng hàng ngày cần thiết đó. Chứ còn nó không có như chợ huyện là bán đầy đủ hết tất cả. Nhưng mà đường cái chợ quê thì vui vẻ lắm.
đây nè. Này con cá phải để trong cái oxy nè để cho nó thở, nó sống tới chiều. Oxy mà còn bơm mà nó sẽ còn sống. Rồi chui nướng chan mỡ hành à chị. Chú này bán trái nhiêu chị? 3 trái 5 ngàn. À 3 trái 5 ngàn à. Này nó còn nóng nó mới ngon ha. Đây chan mỡ hành đó nè. Đây có chuối cái van luôn. Ở chợ quê bà con mà có được cái trái chuối, có được cái trái đu đủ gì đó đem ra đây bán. Chuối thấy ngon quá. Chị nưng mà anh bon chị? Máy bon hả? À. Em biết là có mấy tiếng vậy đó. Em biết có mấy tiếng. 10 ngàn thôi, 2 ngàn là máy bon. Dạ máy bon. Máy bon rồi muôn bon rồi đo bon ha. Dạ. Cái này chuối nhà nha. Trời thấy ngon quá này mà. Này mà có bánh cà bắp là im lắm á. Này bên đây bán gì vậy cô? Bán đó. Vậy hả? À, gian hàng cũng rộng quá ha. Rồi nhà ở đây luôn ha sao cô? Dạ. Lúc này bán đỡ không cô? Hay chậm hả? Dạ. À, gần cái đợt triệu tuổi á, bán đông đắt hơn không? Đỡ đỡ hơn ha. Đỡ về bán không kịp luôn. Bán trái cây được. Dạ bán trái cây được. Người Việt mình ăn thanh minh thì người Khmer cũng ăn chịu tuổi ha. Dạ. Cách đó 1 tuần. Cách 7 bữa là tới. Dạ. Bây giờ còn 10 ngày mới thanh minh nè. Dạ. Về chùa đi. Chùa dân nói cho nó ăn ở đây thức ăn này lấy mình lấy ở chợ đầu mối nào về bán cô? Chùm chẹt hả? À. Dạ. Dạ. Rồi còn chúc cô bán đắt nha. Để có tiền ăn chiều tuổi lớn lớn xíu. Đặc biệt. Chứng đặc biệt mới được. Rồi giờ đi ra chân này. Ở đây là cái tiệm tạp hóa nha. Bán cũng sát lộ luôn. Muốn mua gì đó dừng xe lại cái mua luôn. Ở trong này là thịt heo khô nữa. Dạ cô. Rồi khô ngon quá. Có chao nữa, thịt heo. Rồi đi dài dài vô trong này. Cái phần quan trọng là quay chợ cá. Chợ cá thường đông hơn. Bên này bán thịt heo. Rồi này có nước sâm nữa nè. À, lâu lắm rồi không có thấy cái khoai mì. Khoai này kêu khoai mì bào hả chị? Khoai mì hấp á hả? Dạ. Này có màu tím sen nữa ha. Lá cẩm hả? Dạ. Là cái màu tự nhiên đó hả chị? Dạ. Rồi nước sâm này cũng nấu ên luôn. Dạ. Chợ quê vừa á, mọi người ngồi chỗ góc góc ha. Cái này chợ bán được không chị? Dạ. À, nguyên tuần thì thứ mấy mình bán được hả? Vậy hả? Không, ý là em là đông đông nhất á, cuối tuần đông nhất hả? Cái này chắc ăn chai 5 ngàn hả? À, chai 5 ngàn. Thôi à, giờ bán chai đi, giờ mua
mua uống liền luôn mà. Nhưng chai nước sâm uống liền nha. Không phải vì mình đi hỏi cái khát nước. Dạ, nè chị ơi. Dạ. Bán gì không có gì che cho ngoài nắng là sao? Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Đây có anh bán cá nè, mà muốn ăn thì anh bằng cho luôn à. Dạ. Tính là bằng cái cũng quen ha, anh làm cái rồi nhanh ha. Dạ, mười mấy năm bán cá hả? Vậy là mình bán đủ các loại cá luôn, rồi cá biển luôn. Ngưng lại ha. Này bán thịt gà, bán cá biển, rồi chả cá, rồi nhiều lắm. Cá lóc đăng ký nhiêu vậy anh? 50. Dạ, 50. Cũng không có lên giá gì ha, cũng vậy hoài ha. Sao xăng nào lên giá mà cá không có lên nữa. Giờ lên 5 ngàn. Dạ. Rồi cá này mình lấy trong chỗ người dân người ta đem ra đó hả anh? Phải, mình xe lấy ở đâu Đồng Tháp lên lại. Ờ, xa vậy đó hả? Xe tải. Mà chở về đây sống ha. Qua rừng. À. Đây, chợ quê cái góc này vui lắm nè cô chú anh chị. À, bán thức ăn rồi cũng nhiều. Rau cải là tập trung như này. Cỡ mưa đầu mùa là mới có cá đồng ha anh ha. Dạ. Nè mấy con cá nè, nếu mà có mua thì ký 50 thì anh làm luôn cho. Về nhà rửa lại cái là kho à. Giờ khỏe lắm. Giờ muốn làm dâu cũng dễ hơn rồi đó nữa. Không cần biết làm cá đâu, biết kho cá được rồi. Dạ. Vậy chứ cái anh này anh làm dâu rồi nè. Dạ không làm tao mua. Dạ không làm tao mua. Kẹt vậy đó. Anh này anh bán rồi nhiều lắm rồi, bán ngày rồi. Tại vì anh làm dâu giỏi mà. Anh làm dâu giỏi ha. Chợ quê vui lắm, bà con nói chuyện thì khách lắm. Rồi giờ Thiện quay qua mấy bên đây, ở đây có trứng vịt luôn nha. Hột vịt lộn, hột vịt lạc luôn nè. Giao. Thì quay gần cho cô chú anh chị xem nha. Mấy cái củ sắn, củ cà rốt, rau dền, củ dền. Này bên này cá nè. Này cá lồng tông hả cô? Dạ. Cá lồng tông này bắt ên rồi lặt bán hả? Này mua về kho tiêu ngon lắm nha. Mà tại vì đi công chuyện không có về nhà kịp á, mua không kho kịp cái nó hư. Dạ. Ờ nó cá, cái này cá đồng phải không? Cá đồng phải hả? Dạ. Tháng này kiếm được cá hay quá ta. Lọt đi đặt lọt xa dữ lắm. Xa dữ lắm hả con? Tới đâu lần con? Trời ơi, mấy trăm lọp mà được có nhiêu cá đây rồi hả? Cực khổ quá ha.
ở đồng mình phải làm cái công việc này mới có tiền. Rồi bán 1 ký nhiêu vậy cô hả? À 120. Cá đồng tháng này nó có giá nè, tới tháng nước lũ rồi nó rẻ lại. Dạ tháng này khó kiếm, đúng rồi. Mà ngay cái vùng có cá mình mới bắt được nữa, chứ vùng này không có đâu. Dạ. Tại tuốt là tại nạn hả? Tại nạn là cá tre. Dạ. Rồi con cá dày kêu... Cá dày là con biết tiếng Việt á mà, không biết tiếng Khmer kêu sao? Dạ. Chú anh Chi hả? À cái này đặc biệt nha cô chú anh chị, cái này là cái ngó ghiền nè. Cái này mà xào thịt bò là cũng ngon lắm. Dạ, không thấy đâu, đeo khẩu trang không thấy đâu. Thấy đâu, mở khẩu trang ra cho người ta thấy chiếc chợ bằng thịt mình. Rồi đây tới gian hàng bán cá biển nha. Dạ. Rồi mực, hộp vịt nữa. Bán nhiều món lắm. Ở đây bán thập cẩm chợ này. Thập cẩm hả con? Dạ. Dạ. Đi chợ nhỏ quá bán cái chút chút. Dạ. Bán nhiều thì người ta dễ mua hơn ha. Không, nhiều quá bán không hết. Dạ. Ngày mai nó qua đêm nó cũ. Qua đêm nó cũ. Ừ, để mình đi chợ nó được mới hoài. Dạ. Chợ nhỏ mà. Dạ. Cái này cá này tôi đi chợ êm. Dạ. Tới gặp sỏi. Dạ. Này là đọc chưa? Rồi mấy bên này Thiện quay tới ồ bán mắm đó nè. Mắm mắm đồng. Mắm vậy là keo nhiêu vậy con hả? Keo 20 ngàn mắm nước chua, còn mắm đồng đó keo 40 ngàn. Dễ hả? Ký 80. Dạ. Rồi dưa gan là trồng nhà phải không? Mua lại không? Tưởng là trồng nhà chứ. Dân ở đây có trồng đâu, mua không à. Vậy hả? Dạ. Rồi 1 ký nhiêu vậy con? 10 ngàn hả? Ồ, rẻ quá hả? Rẻ. Chợ này mà tháng nắng này mà ăn dưa gan mát lắm à. Bắt cũng được, ngày 20 ký. Dạ. Ở đây có tỏi, dưa hấu nè. Bán thập cẩm hết trơn rồi, bán cũng được. Dạ, bán thập cẩm đủ thứ luôn. Cái này là chắc ăn là rau trồng nhà nè. Dạ, rau nhà không à, ngon quá. À, bên đây bán mắm mà bên đây bán rau dừa là đúng luôn rồi đó. Dạ. Quá trời luôn nè. À, bên này bên đằng kia đang bán cá, rồi cô đây bán mắm, rồi đây bán rau dừa, rồi rau cù nèo với cái rau ngò ôm này là chấm ngon luôn. Ở đây rau thịt thôi. Dạ. Không, bằng thịt này rau đồng nhiều. Ô cái này lạ quá nè. Chị cái này là kêu cái gì? Bồng bồng. À, cái bồng bồng này mình ăn sao? Nấu canh. Nấu canh à? Ăn mát, cái này chắc nó mọc theo cái đường mương phèn mà lúc mình đất khô đó ha. Dạ. Rồi ở đây có chuột đồng nữa nè. Dạ, chuột đồng, cá đồng. Cá này bắt hả chị? Vậy hả? Cần ở đâu lần chị? À chậm lắm, chậm quá hả chị? Để em quay phim rồi có khách du lịch nào ghé chợ thêm bán cho nó được nhiều nhiều chút ha. Dạ. Chợ leo em có người ta không hả? Không phải không có đâu chị, mai mốt bán lúa rồi là đi chợ nhiều hơn đó. Này cá lồng tông 100 gram nhiêu vậy chị? Cá lồng tông 320 ngàn. Mà 1 ký 120 ngàn. 300 gram 20 ngàn. À 300 gram 20 ngàn.
cũng rẻ mà, lặt sẵn nữa, ngồi cực lắm. Rồi cà rô phi, cà chê, cà rô. Này bán chuối, bà khía nữa. Ở bên đây cũng cá biển nữa nè. Này nấm rơm nha. Dạ chào cô. Bán nấm rơm hả con? À bên đây hả? Nấm rơm này chồng ơi, nói sao cô thấy còn rơm nữa kìa. Đây khóm nữa nè. Này cái bắp non này xào với thịt heo cũng ngon lắm. Cơm với bắp non nó xào chung nhau ngon. Vậy hả? Làm đám cưới rồi cù lao rồi hả chị? Nấm rơm giờ 1 ký nhiêu chị? 60. Cũng không có lên giá gì ha. Dạ. Cũng vậy hoài ha. Rồi bắp non này 1 ký sao? 1 ký nhiêu chị? 100 gram 60. À 1 ký cũng 60. Nhưng mà bán 100 gram, tại vì thường thường ít có ai mua 1 ký lắm. À mình xào chung, sen sen vô. Rồi đây có cá đồng rồi. Mua được cá đồng với gì rồi chị? Cá đồng với... tép đồng hả? Tép. Ôi, tháng này có tép luôn, hay quá à. Ở kia thì gấp luôn kìa, tép đồng có 1 thau luôn. Tép đồng hả? 1 ký nhiêu chị? Hả? Tép đồng 1 ký nhiêu? 600 gram, 40 ngàn. À. Rồi đây rau nè, rồi cải ngon quá à, rau má nữa. Không, tại vì hồi con đi phát quà trong cây chôm đó, rồi cái không có về nhà kịp, nếu mà về nhà kịp là mua rồi. Tại vì để em về sợ nó héo nè. Bó gì là nhiêu vậy chị? 8 ngàn ha. Mỗi ngày mình được mấy bó, mấy ký? Dạ. Dạ. À bán ít ít được ha. Dạ. Sao mà mai mốt chuyển qua chợ Bàn Tân Định bán lại? Tại nhà gần đây đi sao không được. Vậy hả? Chợ dầm chẹt á. Đi sao không được. Đi sao không được hả? Bỏ ảnh không được ha. Đâu biết chạy xe đâu. Dạ. Còn rau má này trồng nhà phải không cô? Rau má đó mình gửi qua đó. Vậy hả? Dạ. Dạ. Dạ hát quà từ thiện. Ở phía xa xa thiện rồi anh Vũ kênh Đây Đó An Giang. Hôm nay hai anh em gặp gỡ rồi đi chung luôn. Chợ giờ này cũng hơn 7 giờ. Cũng bắt đầu đông đông lên rồi. Có một cái nhóm ở phía sau này thôi mà thấy nhộn nhịp, thấy vui lắm. Tại chợ quê mà, ít người. Đây bán rau nhóc hết trơn luôn, ngon ngon không à. Dạ. Tép này hôm nay làm gì được nhiều quá chị? Wow, đặc giớn nè. Tép đồng ha. Tươi xanh nè. Ôi vậy hả? Ừ, bạn hàng con người ta bệnh, người ta đắt quá. À. Dạ.
Vậy là 1 ký nhiêu chị cái tép này? 1.800. Ờ, cũng rẻ quá ha. Cái này mình đi xa có cách nào mình cho nó được tươi không? Để đá hả? Không, để đá thì nó mau chết, nó cũng như là mình để khô vậy này là nó sống. Còn như mà mình để nó đá vô nó sẽ chết mà chắn tươi luôn á. Để khô vậy là nó sống hoài hả? Cho con miếng nước đầu luôn á. Ờ. Thì nó sống lâu. Còn mà để nước vô là nó chết nữa. Dạ. Này đặt bao nhiêu cái giớn mới được bao nhiêu đây chị? Trời ơi, nhiều lắm, đặt tới 70 cái luôn đó. Trời ơi trời. Mà bán hết số rồi nó ngay, bán. Vậy hả? Vậy đặt 70 cái mình được ở bao nhiêu ký? Nhầm nửa ký ngoài cũng có, nhầm nửa 5 ký, 3 4 ký gì đó tùy theo. Dạ, này đặt dưới sông hả chị? Ừ, đặt sông. Dạ. Này đặt cái giớn hay đặt lú? Giớn. Giớn nó mới vô này ha. Giớn thì tép đồng tông này, còn lú đứng vô tép mà vô ít à. Dạ. Tại vì nó thưa đó. Dạ. Rồi có cua đồng nữa không chị? Có mà bán hết rồi. Cua đồng bây giờ mình bán ký nhiêu? Bán vậy thì 50 lận, mình có bán có 40 à. À. Cân bạn hàng cũng cân 40 rồi. À. Người ta mua hết đó thì mình bán theo giá cân vậy đó. Dạ. Cua gắn lương ớt tép đồng tông. Dạ. Bà đeo mình lên cục tân đó. Vậy là ảnh chắc đi đặt cũng xa hả chị? Xa, nhậm khi đi xa. Ê, cái tiếng bứng á. Mình là kiếp đó. Nhậm khi đặt xa, nhậm khi đặt gần. À. Đặt một chỗ hoài nó cũng không có nữa. Dạ. Đặt hỏi tới để lưu hoài vậy đó. Đặt một chỗ hoài nó thấy nó sợ, nó không dám vô hả? Đúng rồi, mình đặt là khoảng một tuần sau mình mới vô đặt lại. Dạ. Nhưng mà mình đặt rồi, mình đặt nữa là nó không còn. À. Nó hết á, cũng như bữa nay mình đặt được 3 ký thì mai là còn giống như là cái lưới mình giăng á, mình giăng chỗ mình nó không có cá không, mình phải đổi chỗ khác hả? Đổi tới đổi lui vậy. Dạ. Dạ. Đi đặt giết nhầm khi không có chỗ đặt luôn. À. Nhưng mà đi được cho tính cặp bướm tính lần thắng đó chứ. Đi kể bữa nay. Dạ. Bữa bữa chơi tăng mà không có bán thì hôm trước Tết tới giờ đâu đi chợ bán không? Dạ. Tăng ở nhà. Rồi này ảnh đi đặt mình hay là hai vợ chồng đi? Nhằm bữa có con ở nhà thì đi hai chồng. À. Nhằm bữa con đi học không có nhà thì đi hai vợ. Dạ. Đi hai chồng không ai nhà thì nhà cửa nhà gì còn con đứa nhỏ học lớp 1 nữa. Dạ. Chẳng có gì đâu. Có giá. Cái này nó ngon nè. Này cái ngó ghiền nè. Dạ. Ủa chồng cải bán hả cô? Dạ. Cải với gì nữa? À, đây là cô Kim Liệt, ngày trước thì cũng có thay mặt các cô chú các nhà cho cô đó. Giờ cô ra chợ cô ngồi bán nè. Này có cải. Bó vậy là mấy ngàn cô? Bó này được có 8 ngàn. Dạ 8 ngàn. 1 ký không? Không tới đâu. Không tới 1 ký ha. 800 gram. Dạ. Rồi ngày vậy mình trồng được mấy bó? Ngày được 10 bó. Dạ. Cũng đỡ ha. Thấy dạ. Phải đi ra chợ bán thì mới được. Chứ còn để nhà bán không hết ha. Dạ. Trời nắng là không lấy gì che lại. Chút xíu là hết hả? Tắm nắng để cho có vitamin D, vitamin A. Dạ, bên này quay chợ này. Ồ, đây mấy trái dừa ngon quá. Rồi, đây dưa. Này bông điên điển tươi luôn. Ừ. Dạ.
Điên điển này trồng nhà hả cô? Nhưng mà mình phải làm dưa bán. Làm dưa em đây nè. Dạ. Cậu đó tiếp ông phụ 2 chén. 2 chén hả? 2 cậu. Rồi con cũng 2 chén nữa đi. Vậy hả? Dạ. Chén 10 ngàn. Dạ, chén 10 ngàn, 2 chén nữa. Dạ. Cái này mình đem đi xa được. À, không hư. Xa được, không có xa. Cái này đem đi xa cũng được. Mỗi ngày bán hết một thao này không cô? Hết luôn hả? Dạ. Rồi một chén vậy là nhiêu tiền? Chén 10 ngàn. Hai chén 20. Phí bon. Dạ. Dạ. Con cũng biết chút đỉnh nè. Dạ. Vậy là vua Pi Lật Đa Pon. À, Pi Lật Đa Pon, dạ. Dạ. À, đi hết vòng chợ coi cho anh chị. Này rau đắng đồng. Ngày nấu cháo để ngon. Giờ thì quay trở ra bên này chợ hơi vắng xíu. Tại vì thứ bảy, chủ nhật thì mới đông. Này cá đồng. Giờ quay trở ra anh kia để mua mấy cái bánh, cái bánh tét. À, này khoai lang nè, này bí đao. Em quay đăng lên YouTube á chị. Để giới thiệu cho bà con coi cảnh mua bán ở chợ quê. Ở bên này có quần áo nha. Bán cho em đòn bánh ngọt đó chị. Dạ. 25 ngàn ha. Cái đó bán bọc chứ không có bán hộp hả chị? Không không, cái không bánh nấy kìa. Dạ, bánh lá hả? Có hộp rồi, để em hộp đi. Ngồi ăn luôn à. Chuyện ăn cái bánh lá mơ ở đây luôn. Cũng lâu lâu đi chợ bắt gặp cái bánh này thì thích lắm, ăn thử cái. Béo, ngon. Cái bánh này nó làm với cái lá này nó sẽ có cái màu đặc trưng là màu xám này. Này cái màu của cái lá mơ
thì lá mơ có cái mùi vị nó thơm, cộng vào với cái nước cốt nó ăn ngon. Ngon quá chị ơi, có cái ăn nhiều hơi ngán, nước cốt béo quá, mà béo thì nó mới ngon. Video thiền quay chợ Bàn Thạch xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cô chú anh chị, các bạn đã theo dõi ủng hộ video của thiền. Cũng hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ thiền để thiền quay thêm nhiều video chợ hơn nữa, để gửi đến những hình ảnh mua bán ở miền quê, gửi đến các cô chú bác anh chị các bạn xem.